Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Hồng Phúc Mobile nha. Bên em chuyên mua bán, giao lưu, trao đổi tất cả các loại smartphone cũ đã qua sử dụng nha anh em. Thì bên em bán hàng có hai hình thức. Anh em nào ở Sài Gòn có thể ghé trực tiếp shop em để giao lưu nha. Địa chỉ thì em có chạy trên màn hình đây, số nhà 80/97B, đường Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em nào ở xa không đến được trực tiếp thì bên em có hỗ trợ ship COD toàn quốc cho anh em. Nhận hàng, kiểm tra đúng như clip em miêu tả thì anh em mới thanh toán nha. Thanh toán tại nhà rất là tiện lợi và bên em hoàn toàn miễn phí ship cho anh em. Chế độ bảo hành của bên em là 3 tháng cả phần cứng lẫn phần mềm. Riêng phần màn hình thì bao cảm ứng cho anh em là 3 tháng và phần hiển thị màn hình thì bao cho anh em test 7 ngày. Kể từ khi anh em nhận máy, anh em lưu ý bên em sẽ không bảo hành khi màn hình xuất hiện sọc, đốm, nứt kính và mất hiển thị nha. Phụ kiện tặng kèm thì luôn luôn có sạc zin 25W đối với Samsung và đối với iPhone thì em sẽ tặng cho anh em sạc new 20W nha. Và đây là hai số điện thoại của Hồng Phúc Mobile. Số thứ nhất 0818606060 và số thứ hai cũng là số Zalo và cũng là số tài khoản ngân hàng luôn em. 0902060151. Ngân hàng VB Bank Việt Nam Thịnh Vượng, chủ tài khoản là Hồng Minh Khôi nha. Đây là số tài khoản duy nhất của Hồng Phúc Mobile. Mọi số tài khoản khác thì không phải là bên em. Anh em lưu ý khi cọc hàng ship COD nha. Rồi. Mỗi ngày thì em đều có lên một clip để phục vụ anh em những mẫu máy smartphone bên em hiện có nha. Anh em nào có đam mê công nghệ thì xem được clip này cho em xin một like và một follow đăng ký kênh để mỗi ngày em báo giá cho anh em. Khi em đăng clip thì nó sẽ thông báo trên phần YouTube của anh em nha. Cây đầu tiên của clip hôm nay thì em sẽ thanh lý cho anh em một siêu phẩm camera zoom xa 100x nha. Đây là con S20 Ultra, màu xám rất đẹp luôn em. Cây này là phiên bản quốc tế Mỹ. Ngoại hình con này thì đẹp 99% nha. Nó rất là đẹp luôn, không có bị trầy xước hay là cứng mớp. Màn hình rất nét luôn em, không có bị xước luôn. Tình trạng con này là màn hình nó bị lưu ảnh nhẹ nha anh em. Lưu ảnh nhẹ và mức giá em bán là 5.900.000. Rồi cái phần lưu ảnh như thế nào thì em sẽ lên cái quay kỹ cái màn cho anh em xem nó cái phần lưu ảnh nhẹ nha. Đây khi anh em xem cái nền trắng này, rất là đẹp luôn nha anh em. Nhìn thật là kỹ luôn anh em mới thấy lưu ảnh. Hiện tại thì cái nền trắng thì anh em sẽ không thấy được cái phần lưu nha. Con này nó lưu ở cái phần màu xanh. Đây khi em quay cận cảnh anh em xem cái phần nền xanh thì ngay chỗ này nó có một cái kiểu như là một cái icon anh em, đó một cái icon vuông vuông nhỏ nhỏ chỗ này nè. Nói chung cái này là rất là mờ luôn, rất là khó thấy nha. Em quay cố tình quay đó anh em thấy không, nó hơi bị vuông vuông chỗ này. Nói chung là lưu ảnh rất nhẹ luôn anh em, anh em nhìn lướt qua thì sẽ không có thấy nha. Đó mà nền trắng nè, rất đẹp. Con này nó lưu ở cái nền xanh nha anh em. Rồi trong quá trình anh em xài thì sẽ không có thấy được cái phần lưu. Đó cái màn hình thì rất đẹp nha, hơi ám nhẹ thôi. Nói chung cũng không ảnh hưởng gì lắm trong quá trình sử dụng. Thì bên em bán hàng thì rất báo rất là sát tình trạng máy cho anh em, không có giấu giếm nha. Máy có sao thì em sẽ báo trực tiếp như vậy và bảo hành cho anh em là 3 tháng. Cấu hình con này thì RAM 12 và bộ nhớ trong là 128. Con này chạy con chip rất là mạnh mẽ nha anh em, Snapdragon 865. Đây, phiên bản quốc tế Mỹ thì anh em dùng được hai SIM luôn. Một SIM vật lý và một eSIM kỹ thuật số nha. Pin dòng này thì khá là trâu bò, 5000mAh. Con này tần số quét 120 và màn hình hiển thị 2K cộng lận nha. Và cái đặc điểm nổi bật của con này nằm ở cái camera. Đây, zoom xa là 100x luôn nha anh em. Tại em test sơ cái cam cho anh em xem cái zoom xa của nó nè. Chụp cực kỳ là đẹp luôn anh em. Đó. 40x, 5x và cuối cùng là 100x. Con này thì anh em đam mê chụp hình đi du lịch ngắm cảnh zoom xa là hết bài luôn nha. Và cuối cùng em bán với mức giá là 5.900.000 nha anh em. Vẫn bảo hành cho anh em là 3 tháng và miễn phí ship toàn quốc cho anh em luôn. Đó, sau này anh em có muốn giao lưu lại bên em thì bên em vẫn nhận bình thường nha. Thậm chí bán lại em vẫn mua. Đó, trong vòng 1 tháng đầu tiên thì em sẽ trừ cho anh em là 10% thôi. Đó, em sẽ hỗ trợ anh em thu lại. Rồi, con này là 5.900.000 phiên bản Mỹ nha, hai SIM. Tiếp theo thì hôm nay em có về được hai cây phiên bản Hàn Quốc, cũng là S20 Ultra luôn. Đó, những cây hôm qua thì em đã bán xong rồi, hai cây này là em mới về nha anh em. Một cây màu đen và một cây màu xám. Tình trạng ngoại hình cặp này thì tầm khoảng 98%. Trầy xước nhẹ theo thời gian thôi, không cứng không mấp. Đây em quay cho anh em xem kỹ cái ngoại hình luôn nha. Trầy xước phải nói là rất nhẹ luôn, đấy ngay chu sạc này nó hơi xước xước xíu xíu thôi, không đáng kệ lắm nha anh em. Đó, đây là những con máy zin nguyên bản luôn nha, cho nên nó có trầy xước là chuyện bình thường, cũng còn khá đẹp nha anh em. Đây con màu đen thì cái viền nó hơi bạc màu,
viền camera nha, hơi bạc màu xíu cũng không đáng kể lắm. Cả hai con này thì màn hình đẹp, không có bị trầy và đẹp long lanh luôn, không ám không ố nha. Màn hình thì em soi rất là kỹ rồi, nói chung con này chuẩn đẹp 98%. Màn hình long lanh không ám ố, và phiên bản Hàn Quốc thì nó sẽ bộ nhớ trong nó cao hơn bản Mỹ nha anh em, 256GB RAM thì nó cũng giống vậy, 12GB và chỉ sử dụng được có một SIM thôi. Đó, có lợi mà cũng có cái hại nha. Còn anh em nào muốn xài chỉ xài được xài có một SIM á thì chọn cái phiên bản Hàn này nó sẽ lợi thế hơn, vì cái bộ nhớ nó cao hơn phiên bản Mỹ nha. Mọi thông số thì nó cũng giống như là bản Mỹ, cũng chạy chip Snapdragon 865 và cũng có sử dụng cam là 100x nha. Rồi, máy đẹp 98 bản Hàn, em bán đồng giá cho anh em là 6.500.000, một cây màu đen và một cây màu xám nha. Đó, anh em chọn màu nào thì chụp lại màn hình gửi vào Zalo giúp em thì em sẽ có một clip riêng để quay cho anh em xem cái ngoại hình thật là chi tiết nha. Tiếp theo em lên một con máy siêu phẩm, cấu hình cực mạnh, ngoại hình nhỏ gọn. Đây là Samsung Galaxy S23 5G, phiên bản chính hãng Việt Nam nha. Con này thì màu kem, ngoại hình siêu đẹp, 99% luôn em. Đó, con này thì em bán ra cho một khách quen ở quận 9 anh em. Thì hôm nay anh đổi qua một cái con S22 Ultra thì em thu lại con này. Đó, ngoại hình thì xài vẫn như là đẹp giống như là mới ban đầu em bán. Còn cả siêu viền luôn, nói chung con này đẹp xuất sắc, 99% chuẩn nha anh em. Đây, Samsung S23. Con này là phiên bản chính hãng Việt Nam và có 5G. Dùng được 2 SIM 1 tỷ luôn nha anh em. Con này thì ngoại hình nhỏ gọn, pin 3900mAh. Nói chung pin con này thì cũng vừa đủ dùng thôi mà cũng không yếu nha anh em. Không yếu cũng không trâu. Cấu hình thì RAM 8 và bộ nhớ trong là 256GB, phiên bản chính hãng Việt Nam. Có phần ghi âm cuộc gọi nha. Con này thì vừa hết bảo hành cho tới từ tháng 3 năm 2024 anh em. Mới vừa hết bảo hành thôi. Đó, có thêm chức năng ghi âm cuộc gọi nha, rất là tiện lợi. Con này bộ nhớ cao 256GB. Đó, em thu lại giá tốt thì em bán luôn cho anh em, giá cũng hợp lý nha anh em. Đó, 10.300.000 cho siêu phẩm S23 5G. Con này chạy con chip Snapdragon 8 Gen 2 nha. Con chip này thì quá mạnh rồi, không có cần phải giới thiệu nhiều thêm. 10.300.000 cho con S23 5G phiên bản chính hãng Việt Nam nha anh em. Còn anh em muốn xài cái máy to hơn thì đây là một con S23 Ultra. Ngoại hình thì đẹp tầm khoảng 98%, trầy xước nhẹ theo thời gian thôi, nó không cấn không mớp. Cây này là cũng máy em bán ra, em thu bán cho một bác ở miền Trung. Sườn nó có trầy nhẹ theo thời gian thôi, tầm khoảng 98%. Màn đẹp và lưng đẹp. Cấu hình con này thì quá khủng long rồi, em cũng giới thiệu tiếp tục cho anh em. Cấu hình RAM 12 và bộ nhớ trong là 512GB nha. Quá là nhiều luôn, anh em có nhu cầu lưu trữ nhiều thì chốt ngay con này nha. Phiên bản Hàn Quốc mã N thì dùng được 2 SIM luôn em, một SIM vật lý và một eSIM kỹ thuật số. Pin của dòng này thì 5000mAh và cực kỳ là trâu bò nha. Màn hình tần số quét rất mượt, 120Hz, 6,8 inch hiển thị 2K+, và con này camera cực khủng luôn, zoom xa 100x và 200MP nha. Được trang bị thêm nữa là một cái bút pen. Nói chung là quá nhiều đồ chơi cho một con máy cao cấp của năm rồi nha anh em. S23 Ultra 512GB. Em bán với giá là 17 triệu chẳng luôn em. Giá 17 triệu đồng nha. Tiếp theo thì em lên cho anh em một cặp Samsung Galaxy Z Fold 4 phiên bản chính hãng Việt Nam, màu Ray Green nha. Một con 99, 14 triệu 6 và một con 98%, 14 triệu 3 nha. Đó, em quay trước cho anh em xem con máy 99. Thì phiên bản chính hãng Việt Nam nó thì dùng được 2 SIM vật lý và có phần ghi âm nha. Đó, ngoại hình máy 99 bên em thì phải nói là quá đẹp anh em. Nó hầu như là không có bị cấn mớp gì cả luôn anh em, không có trầy xước gì nặng hết nha. Nó rất là đẹp nha. Đó, kể cả màn hình luôn. Đó, những con máy nào mà màn xước thì em sẽ chủ động báo cho anh em luôn chứ không có giấu nha. Rồi, anh em nào muốn giải trí xem phim nghe nhạc, xài nắp gập thời thượng thì chốt ngay con này nha. Với mức giá thì chỉ có 14 triệu 6 thôi. RAM 12, bộ nhớ 256GB, con này chạy chip ROG Snap 8 Gen 1. Dùng được 2 SIM 1 tỷ luôn nha anh em. Pin thì 4400mAh. Dòng này thì âm thanh phải nói là siêu hay, màn hình đẹp lắm anh em. Đó, cơ gập thẳng băng luôn nha, không có một lỗi nào ở con này. Ngoại hình đẹp 99, quá đẹp luôn anh em. 14 triệu 600 nha, giá 14 triệu 6. Đã bao gồm sạc cáp Zin 25W. Còn cây này máy đẹp 98% thì chắc chắn nó sẽ có trầy xước.
rồi chày xước như thế nào mình sẽ quay kỹ cho anh em xem. Đây là ngay cái chỗ phần gốc này nó có hơi mớp nhẹ xíu xíu nha, nó phải nhẹ xíu thôi, không có đáng kể lắm nha. Cái này thì anh em xem thật kỹ mới thấy, chứ nhìn mà lướt qua sơ thì sẽ không thấy được nha anh em. Nó sườn nó hơi nhâm nhẹ thôi, nói chung tổng thể con này thì chỉ có phải chỗ này thôi anh em, còn lại là khá đẹp nha. Đó, 98% chuẩn luôn. Màn hình thì đẹp long lanh, không có ấm ố hay là chảy xước gì rồi. Và cơ gập nè, vẫn bật ra là thẳng băng nha, con này nó không có bị lỗi gập. Những dòng Samsung Fold thì em sẽ cố nhập những con máy mà gập thẳng thôi nha anh em, chứ những con máy mà nhập lại lại như thế này á, em không có nhập nha, khi bật ra nó rất là kỳ. Đó, bật ra mà nó không thẳng như thế này nó kỳ lắm anh em, thà là mình không nhập. Giá thành thì nó có thể là sẽ rẻ nhưng mà em không mua nha, em nhập những con máy gập thẳng băng như thế này. Rồi, máy 98%, Samsung Galaxy Z Fold 4 256GB, hai SIM vật lý. Em bán là 14.300.000 nha, rẻ hơn 300.000 so với con vừa rồi, do là sườn nó có phải xíu xíu rồi nè. Tiếp theo là em lên một con Samsung S20 5G phiên bản quốc tế Mỹ màu xám. Con này thì cái ngoại hình thì đẹp, ngoại hình đẹp 99% luôn em. Đó, con này thì em cũng bán cho khách nè, em mới thu lại xài mấy tháng trời rồi, cực kỳ là chất và chất lượng luôn nha anh em. Nó ngoại hình thì con này quá đẹp, màn hình thì nó hơi bị xước xíu xíu đây, nó xước một vệt ở chỗ này, còn lại là đẹp hết nha. Nó con này thì em cũng bán cho khách nè, khách trải nghiệm xong thu lại và em bán vẫn giá như bình thường nha anh em, 4.200.000 cho Samsung S20 5G phiên bản quốc tế Mỹ, RAM 8, bộ nhớ trong là 128GB, con này chạy chip Snapdragon 865, màn hình hiển thị siêu đẹp 2K luôn nha anh em, và tần số quét là 120Hz. Rồi, 4.200.000 cho phiên bản nhỏ gọn, dùng được hai SIM luôn nha. Tiếp theo em lên một cây cuối cùng trong cái lô vừa rồi trước Tết em về, Samsung S20 5G phiên bản quốc tế Mỹ nha, em còn đúng một cây thôi, màu xanh đen. Ngoại hình con này quá đẹp luôn em, 99%. Đó, cây này thì em cũng bán ra cho một bác ở Bình Phước. Bác hôm nay đổi lên con S20 Ultra cho nên em thu về nè. Ngoại hình thì đẹp 99%, rất là đẹp luôn nha. Cấu hình con này thì quá là quen thuộc anh em. RAM 6GB và bộ nhớ trong là 128GB, chạy con chip ROG Snapdragon 865 và màn hình to 6,5 inch, tần số quét cao 120Hz, pin thì 4500mAh. Con này khả năng zoom xa lên đến 30x luôn nha anh em. Đó, cấu hình thì thuộc dạng tầm trung mạnh, nói chung khá là mạnh luôn nha. Chip 865 thì mọi tác vụ sử dụng đều trơn tru bình thường. Mức giá thì 4.200.000 nha. Đó, em bán con này là 4.200.000, vẫn mức giá như bình thường nha. Em còn có đúng một cây thôi anh em. Tiếp theo là một con chính hãng Việt Nam, Samsung Galaxy S21 FE 5G. Con này thì ngoại hình quá nét, 99%, màu xanh nhạt nha. Và mức giá em bán vẫn như cũ anh em, 6.200.000. Cấu hình là RAM 8GB và bộ nhớ trong là 128GB. Phiên bản chính hãng Việt Nam thì anh em dùng được hai SIM vật lý luôn nha. Và có thêm cái nữa là phần ghi âm cuộc gọi. Đây có tiếng Việt, cái này em chưa bắt tay vào. Đây màn hình đẹp long lanh nha. Con này thì màn hình vừa phải thôi, 6,4 inch, pin 4500. Xài cũng gần cả ngày nha anh em. Đó, sạc tặng thêm cho anh em là sạc zin 25W nha. Anh em có nhu cầu trả góp thì chỉ cần đem trực tiếp căn cước công dân đến shop em là anh em lên hồ sơ góp được nha, thông qua công ty tài chính Miraset. Rồi, 6.200.000 cho con S21 FE. Xiaomi lưng bằng gốm sứ, con này là con Xiaomi Mi Mix 4 nha anh em. Ngoại hình đẹp 99%. Đó, con này thì ngoại hình là quá đẹp rồi nha. Màn hình thì cong hai bên và hơi bị xước nhẹ xíu xíu chỗ này. Xước nhẹ một vết thôi, đang dán miếng dán dẻo rồi nha anh em. Đó, con này thì cấu hình rất là mạnh luôn. Bộ nhớ trong là 256GB, RAM thì 12GB lận nha anh em. Con này chạy con chip ROG Snapdragon 888 Plus nha. Hai SIM vật lý, tần số quét màn hình 120Hz. 6.700.000 cho con Xiaomi Mi Mix 4 nha. Tiếp theo em lên cho anh em một cặp Samsung Galaxy Note 20 Ultra, một cây phiên bản Hàn và một cây phiên bản Mỹ. Và mức giá em bán là cho bản Hàn thì 7.900.000 nha, và cây bản Mỹ thì 8.200.000.
có một cây màu, em quay trước cho anh em con màu đồng phiên bản Mỹ. Ngoại hình con này thì đẹp tầm khoảng 99% anh em. Đó, rất đẹp nha, không cấn không mớp, đương nhiên là nguyên zin 100%. Thì phiên bản Mỹ lợi thế hơn bản hàng ở chỗ là anh em dùng được hai sim, một sim vật lý và một eSIM. Màn hình con này rất to anh em, 6,9 inch nha. Cấu hình thì RAM 12 và bộ nhớ trong là 128GB. Chạy con chip ROG Snapdragon 865 Plus. Đây, dùng được hai sim luôn nha. Pin thì 4500mAh. Ở dòng này thì camera này kia mọi thứ đều rất là đẹp nha anh em. Có thêm trang bị một cây bút Ben nữa. Đó. Phiên bản Mỹ hai sim thì 8.200.000. Còn cây phiên bản hàng một sim màu đen thì 7.900.000 nha. Ngoại hình con này thì tầm khoảng 98% anh em. Đó, sườn này kia nọ nó trầy nhẹ thôi, không có bị cấn mớp gì nặng nha, trầy nhẹ nhẹ sơ sơ thôi như thế này, còn cũng còn khá ổn lắm nha anh em. Đó, lưng thì đẹp và màn hình thì cũng đẹp luôn, nó hơi xước nhẹ xíu xíu không đáng kể lắm, đương nhiên là nó sẽ không có bị ám ố hay là lưu ảnh gì hết. Rồi đây em quay chi tiết anh em, không có bị đốm luôn nha. Đó, còn phiên bản hàng thì cái bộ nhớ của nó sẽ cao hơn gấp đôi phiên bản Mỹ nha anh em. Đây, 256GB. Chip thì nó cũng giống nhau và con bản hàng thì chỉ sử dụng được có một sim thôi và cũng có 5G. Đó, giá thành thì em bán con này 7.900.000, bản Mỹ thì 8.200.000 nha. Tiếp theo em lên cho anh em dòng Samsung Galaxy Z Flip. Đó, hôm qua em về con này, dòng này thì cũng khá nhiều luôn em. Thì khách thì cũng lấy được mấy con rồi, em còn được mấy cây đây. Em lên trước cho anh em một cây bộ nhớ khủng long 512GB, con này thì màu xanh nha. Đây là phiên bản Hàn Quốc, ngoại hình đẹp 99% anh em. Đó, RAM thì 8GB và chạy chip Snapdragon 888. Và mức giá 8.1 anh em, em nhầm nha. Mức giá em bán cho bản 512GB, 2 SIM thì 8.300.000. Còn bản 128GB, máy đẹp 99, hàng Việt Nam, anh em dùng cũng được 2 SIM luôn thì em bán với giá là 7.200.000 nha. Samsung Galaxy Z Flip 4, nó có thêm một cái nắp gập. Hai màn hình luôn nha anh em, màn trong và màn ngoài. Đó, đây. Con này còn pin nha, tưởng đâu hết pin rồi. Cấu hình đây, RAM 8GB, bộ nhớ trong là 128. Con này là dùng được hai sim luôn, một sim vật lý và một eSIM. Pin thì vừa đủ dùng 3700mAh. Đó, mọi thông số đều ở mức quá đẹp luôn nha anh em. Con này thì ngoại hình đẹp quá đẹp rồi, 99% nha. 7.200.000. Còn cây màu đen này thì ngoại hình đẹp 98%, sườn nó có trầy xước nhẹ, cũng không có đáng kể lắm nha anh em, trầy nhẹ nhẹ sườn như thế này. Đó, em quay thật là chi tiết để anh em ở xa theo dõi cho nó dễ nha. Đó, màn hình thì đẹp long lanh, cái này là cái siêu màn nha anh em chứ không phải là trầy nha. 98% thì sẽ rẻ hơn 6.900.000 nha. Còn cây này màu tím này là phiên bản Việt Nam Samsung Galaxy Z Flip 3 nha anh em, con này thì ngoại hình đẹp 99%, RAM 8, bộ nhớ cao 256GB, ngoại hình đẹp 99%, thì giá em bán là 6.400.000 nha, dùng cũng được hai sim luôn, một sim vật lý và một eSIM, ngoại hình con này thì quá đẹp anh em, màu tím nha, 6.400.000. Rồi, tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em full dòng iPhone bên em đang hiện có nha, em lên tiếp cây này đi. Đây là con iPhone 13 Pro Max màu xanh blue phiên bản quốc tế Mỹ. Ngoại hình con này còn quá đẹp luôn anh em, 98 trên 98% nha. Sườn nó có trầy nhẹ nhẹ ở sườn thôi, đây, ở trầy viền nhẹ như thế này, không đáng kể lắm nha. Nói chung đẹp chuẩn 98%, không cấn không mớp. Màn hình thì đẹp long lanh, đây, không có bị xước sát hay gì hết. Đây là một con máy zin chuẩn nguyên bản, chưa từng bung luôn nha anh em. Pin zin còn được 87%, bộ nhớ trong là 128 và mức giá em bán là 15.300.000 nha. Đây, pin 87%. Thì dòng 13 Pro Max này màn hình rất là mượt mà, 120Hz. Con này là phiên bản Mỹ nha. Đó, đầy đủ hết mọi chức năng. Thì đối với dòng 13 Pro Max, em sẽ hỗ trợ cho anh em fit màn xanh trắng lỡ như anh em có bị lỗi nha. Và đương nhiên là miễn phí. Đó, em sẽ hỗ trợ cho anh em. Dòng này xài phải nói là quá ngon luôn em. 15.300.000 nha. Tiếp theo em lên cho anh em dòng 12 Pro Max, em có đủ màu luôn, màu đen, màu gold, màu xanh, có đủ bộ nhớ luôn em, 256 và 128GB nha. Em lên trước cho anh em bộ nhớ 256GB, pin zin 85%, đây là một cặp máy zin nguyên bản chưa từng bung luôn em, và mức giá là 13.200.000 nha. Ngoại hình thì quá đẹp rồi,
98-99% luôn. Đó, anh em nào dễ tính á, thì 99% luôn nha. Nhưng mà nó chạy xước siêu nhẹ thôi, không cấn không mấp. Nói chung chạy rất nhẹ. Đây là những con máy mà em tuyển lựa nha anh em. Đó, màn hình đẹp long lanh, không có bị chạy xước luôn. Màu xám, màu đen nè. Đó, màn hình em quay cho anh em xem luôn nè. Đó, nguyên zin 100%, chưa từng bung mở luôn nha. Đây, 12 Pro Max LA quốc tế Mỹ, 256GB, không giới hạn SIM, là phiên bản quốc tế, nguyên zin 100%. Thì dòng 12 Pro Max thì xài cực kỳ là bền bỉ anh em, hầu như là không có một cái lỗi vặt nào luôn. Cực kỳ là chất lượng nha. Những con máy mà nguyên zin anh em về test full chức năng trong vòng 7 ngày thì cứ thế mà dùng thôi. Miễn sao là đừng có làm rơi rớt này kia nọ là xài rất là ổn định nha anh em. Màn to, pin trâu, cam đẹp, cấu hình thì cũng còn rất là mạnh mẽ nha anh em. Và mức giá em bán cho bộ nhớ 256GB thì 13.200.000 nha. Còn anh em muốn xài cái bộ nhớ 128 mà máy đẹp ken xà beng 99% thì đây em giới thiệu anh em cặp này, màu đen và màu gold. Pin thì một cây màu đen này pin đã thay new 100%, 12.3 triệu. Và cây màu gold này là pin zin 91% nha. À, con này pin đã thay new luôn rồi anh em, em nhầm. Pin 100% thì em bán với giá là 12.300.000. Đây, em quay cho anh em xem cái ngoại hình máy 99 bên Hồng Phúc Mobile nha. Rất là đẹp luôn nha, không có bị trầy xước và cấn mớp gì hết. Quá đẹp, kể cả mặt kính và mặt lưng nha. Nói chung mọi những con máy này em lựa phải nói là cực kỹ luôn em, để phục vụ anh em những con máy mà quá đẹp luôn nha. Con này thì có dán màn hình rồi. Rồi máy đẹp 99 thì em bán là 12.300.000 cho bộ nhớ 128GB. Còn máy 98% và pin đã thay new 100% thì em bán với giá là 11.800.000 nha anh em. Đó, 11.800.000. Thì máy 98% chắc chắn là sẽ có trầy. Nhưng mà trầy thì cũng không đến nỗi nào nha. Nó trầy nhâm nhâm nhẹ sườn như thế này cũng không đáng kể lắm nha anh em. Đó, nhưng mà nó vẫn có trầy. Đương nhiên là sẽ không bằng hàng 99. Nhưng mà nhìn sơ qua thì cũng còn rất đẹp nha anh em. Đó, quá đẹp luôn. Thì rẻ hơn 500.000. Pin cũng đã thay new 100% rồi. Anh em về chỉ gắn SIM là xài thôi. Bên em bảo hành cho anh em 3 tháng cả phần cứng lẫn phần mềm nha. Đó, con này thì cũng quá đẹp anh em. Nó chạy nhẹ mép sườn như thế này. Đây đây đây, nó chạy đây nè. Nó chạy nhẹ mép ở cái viền trên thôi. Không đáng kể lắm anh em ơi. Nói chung là cũng rất đẹp nha. 11.800.000. Rồi, tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em những con máy 12 Pro. Hôm qua em về một lô rất là nhiều luôn. Thì được anh em ủng hộ khá là nhiều. Thì cảm ơn anh em rất nhiều đã ủng hộ và tin tưởng những sản phẩm bên Hồng Phúc Mobile nha. Thì phiên bản 12 Pro quốc tế này thì em có nhiều loại giá lắm anh em. Giá thì sẽ theo cái ngoại hình nha. Chẳng hạn như 4 con này thì có là 4 loại giá luôn nè. Ở một cây thì 9.450.000 và một cây thì 8.550.000. Còn một cây thì 8850 và một cây là 9450. Đó, thì em đánh dấu theo thứ tự nha. Con này là con số 2. Thì ngoại hình, em sẽ quay cho anh em xem cái ngoại hình. Đó, ngoại hình con này thì đẹp 98% nha. Đó, trầy xước nhẹ thôi, không cấn không mấp gì nặng. Nó trầy nhẹ nhẹ viền này, đó anh em thấy không? Đó, trầy nhâm nhẹ mép viền thôi. Nói chung đẹp 98%, con này thì không cấn không mấp. Đó, con này em đánh dấu là con số 2 nha. Em bán là 9.450.000. Nguyên zin 100% nha anh em. Đó, những con máy này em nhập lô về là máy zin nha. Pin 81%. Thì khi anh em muốn thay pin new thì em hỗ trợ cho anh em với giá là 300.000 nha. Con số 2 thì em bán là 9.450. Còn con số 6 này thì bộ nhớ là 256GB, em bán bằng giá luôn 9.450.000 nha. Ngoại hình thì con này tầm khoảng 97%. Đó, sườn nó có trầy và phẩy nha anh em. Đó, con này sườn nó xấu hơn con vừa rồi. Nói chung nó có nhâm nhâm phẩy nhẹ ở sườn, ở mép sườn thôi. Cũng vừa phải chứ không đến nỗi mà tệ lắm nha anh em. Đó, tầm khoảng 95% đi. Đó, em báo giá con này là 95%. Sườn nó có trầy xước và phẩy nha. Đó, con này thì 9.450.000. Bộ nhớ là 256GB nha. Còn đánh dấu là con số 6. Còn cây số 5. Còn cây số 5 này thì em bán với giá là 8.850.000. Pin 86%, màu xám nha anh em. Ngoại hình thì sườn nó có phẩy nè. Đó, sườn nó có bị cấn ở góc này nha. Đó, góc dưới này nó cũng có trầy. Nói chung con này thì tầm khoảng 95% thôi.
Đó, con số 5 thì 8.550 nha. Còn cây số 8 này thì em bán là 8.550. Đó, ngoại hình thì nó có trầy xước và phẩy nha anh em, cho nên mức giá nó rẻ hơn những con bình thường em bán nha. Đó. Thì khi anh em chốt thì chỉ cần nói số thôi, em sẽ quay tiếp cho anh em. Con này là con số 8 nha, 8.550.000. Còn anh em nào khó tính thì chốt cái lô này. Đó, lô bình thường em bán là pin đã thay new 100%. Con này thì pin 88, máy đẹp 98, 99%, em bán là 9.650 nha. Đó, 9650. Em cũng có được hai màu anh em. Màu xanh và màu xám nha. Đây là những con máy đẹp 98, 99%. Rất đẹp nha. Anh em nào dễ tính thì 99% luôn. Không có bị cấn mớp, cũng không có trầy xước gì nặng nha anh em. Nó những cái tay này là dấu vân tay của em thôi chứ không phải là nó bị nhăm nha. Chỉ chùi nhẹ cái là quá đẹp luôn nha. Nói chung máy 98, 99%, màn hình đẹp keng, không cấn không mớp thì em bán với giá là 9.650.000 nha. iPhone 12 Pro. Đó, dùng được 2 sim luôn nha anh em. Rồi tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em lô 11. Thì hôm nay em có được 2 phiên bản 128 và 64GB nha. Đó, đây là những con máy mà 64GB. Đây, con này thì pin 86%, em bán với giá là 5.900.000 nha anh em. Ngoại hình thì đẹp 99%. Con này ngoại hình quá đẹp, nguyên zin nha. Con này em giảm giá là vì cái màn hình nó hơi già xíu xíu đây. Khi anh em để nền trắng, anh em để ý thì có lằn đen nè. Đó là cái màn hình nó hơi già nha. Đó là màn zin theo máy luôn chứ không phải là màn hình lô nha anh em. Đó, khi anh em để nền xám thì sẽ thấy cái nó hơi già xíu xíu ở mép sườn. Để vô nền trắng thì vẫn thấy bình thường, không có thấy gì hết nha. Đây, đó, để nền sáng hơn nè, nó hơi già xíu xíu. Cái này thì không ảnh hưởng gì lắm nha anh em. Đó, còn lần này là màn nó hơi già thôi. Cảm ứng này kia nọ bình thường, nguyên zin nha anh em. Pin 86 em bán là 5.900.000. Còn cặp này thì em bán với giá là 6.500.000. Tình trạng con cặp này thì vỏ thay và pin thay. Đó, vỏ thay zin luôn nha anh em. Rất đẹp, keng xà beng luôn, màn hình đẹp long lanh và pin thì đã thay new 100%. Chỉ cần anh em mua về là gắn sim là xài thôi. Dòng iPhone 11 này là pin cực kỳ trâu bò và cấu hình thì rất là mạnh nha. Dùng được 2 sim luôn. Đó, 6.500.000 cho một con máy cực đẹp và cực nét. Còn bộ nhớ 128GB thì em còn được 3 cây và 2 màu, màu trắng và màu xanh. Đó, một cặp này thì em bán với giá là 7.200.000 và 7.000.000 đồng. Con 7 triệu thì ngoại hình đẹp 98%, sườn nó có bị hơi phai sơn xíu xíu. Đó, phai màu nhẹ nha, không cấn không mấp. Đó, vỏ này là vỏ zin máy luôn. Con này thì chỉ thay có mỗi cục pin thôi anh em, với giá là 7.000.000 đồng. Còn cây màu trắng này thì ngoại hình vỏ đẹp light new luôn. Con này thì vỏ cũng đã thay rồi nha, vỏ thay và pin thay luôn. Đó, nói chung là con máy đẹp keng xà beng luôn. Màn hình đương nhiên là màn hình zin, không có bị trầy xước. Pin thay thì cặp này thì đã sàn cổ cáp rồi, cho nên nó có báo linh kiện, nó có báo phần trăm trong phần cài đặt nha. Đây, pin đã thay new, vẫn có phần trăm pin bình thường. Con màu trắng em bán là 7.200.000. Còn cây màu xanh này, bộ nhớ cũng là 128GB và pin đã thay không sàn cổ cáp, cho nên nó báo là linh kiện không xác định trong phần cài đặt. Đó, em bán rất là chính xác tình trạng nha. Con này là không sàn cổ cho nên nó báo là không xác định. Và pin thì còn được 81%, cho nên mức giá em bán là 6.300.000 nha. Giá 6.300.000. Anh em muốn thay pin new thì cộng lên em 300, em sẽ thay cho anh em cục pin new 100% nha. Ngoại hình rất đẹp luôn em, 98, 99% nha. Con này chỉ có 6.300.000 thôi. Rồi, cây cuối cùng trong clip ngày hôm nay thì em lên cho anh em một con iPad. Đây là con iPad Gen 10, bản Wi-Fi, bộ nhớ trong là 64GB. Pin sạc ít 90%+ anh em. Nói chung con này thì pin rất là trâu bò luôn. Ngoại hình còn quá ổn luôn nha. Sườn nó có phẩy một vết ở chỗ này thôi. Đây, sườn phẩy hai vết nha. Đây một vết và đây một vết. Không ảnh hưởng gì tới cái phần hiển thị màn hình, không ảnh hưởng gì tới kính. Đó, còn lại mọi chỗ khác là đẹp hết nha anh em. iPad Gen 10, con này thì có bóp zin kèm theo máy. Với mức giá em bán là 7.200.000 cho con iPad Gen 10 nha. Anh em nào thích iPad để nghe nhạc xem phim thì chốt ngay con này. Em có đúng một cây thôi anh em, 7.200.000. Rồi, clip thì cũng đã dài, em xin kết thúc clip tại đây. Cảm ơn anh em đã xem clip của em từ nãy giờ nha. Anh em nào có xem được clip này và yêu thích những con máy nào thì chụp lại màn hình và gửi vào Zalo số này giúp em.
để em quay lại một lần nữa cho anh em xem. Anh em ghé trực tiếp thì đến địa chỉ 80/97B Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Còn anh em ở xa thì em sẽ hỗ trợ ship tới nơi cho anh em, nhận hàng, kiểm tra rồi anh em mới thanh toán nha. Bên em sẽ miễn phí ship hoàn toàn cho anh em. Rồi, một lần nữa thì cảm ơn anh em đã xem nha. Hẹn gặp anh em vào những clip sau. Bye bye.